Trước trận ra quân gặp Mỹ ở World Cup 2023, Thanh Nhã bị sốt. Cô không kịp bình phục để ra sân trong trận đấu lịch sử của tuyển nữ Việt Nam. Việc mất Thanh Nhã là một tổn thất lớn bởi tiền vệ này có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tin vui cho đội tuyển nữ Việt Nam khi Thanh Nhã đã bình phục. Theo ghi nhận, ở buổi tập sáng nay, 23 tháng 7, tiền vệ này rất sung sức tham gia tập luyện chiến thuật cùng một số cầu thủ dự bị của đội tuyển. Trong khi đó, các gương mặt đá chính ở trận đấu với tuyển nữ Mỹ như Huỳnh Như, Hoàng Thị Loan, Bích Thùy chủ yếu tập nhẹ. Trước trận đấu với Bồ Đào Nha, tuyển nữ Việt Nam đã đón chào sự trở lại của tất cả các cầu thủ. Hải Yến, Dương Thị Vân cũng đã sẵn sàng cho trận đấu với Bồ Đào Nha. Trước buổi tập sáng nay, ông Mai Đức Chung dành hơn 10 phút để trò chuyện với các cầu thủ ngay trên sân. Nhà cầm quân 72 tuổi đã gửi lời chúc mừng đến toàn đội sau trận đấu quả cảm với nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chiến lược gia này cũng thẳng thắn góp ý, muốn các cầu thủ rút kinh nghiệm. Các cầu thủ nữ Việt Nam chỉ đứng đến vai đối thủ nên đội bóng không có nhiều tình huống bóng bổng như đôi bạn. Vì thế, chúng tôi hạn chế những đường chuyền dài. Nhiều thời điểm, cầu thủ vẫn chưa làm tốt điều đó. Đây là điều cần phải rút kinh nghiệm. Thay vào đó, chúng tôi cần phải xoay sở khéo léo hơn, nhanh nhẹn hơn một chút và phát huy sự nhanh nhẹn, chọn lựa bật tường trước đối phương. Tôi hài lòng về tinh thần nhưng một vài tình huống, cầu thủ xử lý cá nhân vẫn chưa tốt, ông Mai Đức Chung cho biết. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 buổi tập tại sân Fred Taylor Park, thành phố Auckland, trước khi di chuyển đến Hamilton vào ngày 26 tháng 7. Đội thi đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào lúc 14:30 ngày 27 tháng 7 tại sân Waikato, Hamilton, cách thành phố Auckland 125 km.